à, da của bạn này thì cũng cũng khá là nhiều ha mọi người ha đó thì uh, mọi người thấy không cái da mà nó nó nó, nó, nó da chết á mà nó 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 làm, nó làm cho cái bàn chân của mình tối và nhìn nó xấu nó không được đẹp á là do những cái da mà nó trong 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 như vậy á đó, mình cứ tách cái lớp trên rồi mình chụm mũi kìm mình đẩy những cái da thừa dưới móng rồi mình tách lên cái mình mình mình, mình tách uh, cắt da lên là mình sẽ đi được kìm thôi chứ không có gì mà là mình cứ từ từ mình cắt cho những cái da như vậy á là 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 mình cắt một chút xíu là nó nó sẽ khác biệt nhiều lắm á. Thì mọi người nếu như mà có bạn nào mà muốn học cắt da với Mary thì nhớ inbox cho Mary để Mary gửi thông tin nha. Cái lớp cắt da này thì ngày nào cũng đến học được hết trơn á. Đó. đó và kìm và kìm và bộ móc khóe Mary lúc nào cũng có sẵn hàng đó thì mọi người cứ thấy ông có, có mỗi cái động tác nó lặp đi lặp lại thì mọi người các anh chị em hay hỏi mary là à, đến bao giờ thì cắt mới được mới giỏi thì theo như mary thấy là cứ mình cắt ngoài 30 bộ đi là bắt đầu là mình đã thấy nó ok nó 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 tay mình nó dẻo rồi và mình cắt nhiều thì mình sẽ ước lượng được mình canh được cái lượng da đó thì mọi người cứ cố gắng đi hôm nay mình cắt chưa đẹp mình cứ mai mà làm lại mình cứ làm lại mình cắt tiếp cắt tiếp chứ không thôi mà mình, mình thấy mình làm được mình nản mình bỏ là mình mình coi như là mình xong luôn á là mình không làm được luôn á mọi người cố gắng lên nha cắt da không quá khó đâu